thấy khu này sao cô? Đẹp đẹp chứ. Đẹp hả? Rồi, thích sống ở đây không? Có hả? Rồi, khu này đẹp đúng không? Toàn biệt thự cơ mà. Đây, thì xin chào anh chị ha. Hôm nay thì Định sẽ tiếp tục quay cho quý cô chú anh chị mình một căn biệt thự anh chị nhá. Ở đây thì tọa lạc tại khu dân cư Phú Gia, Phú Gia 1 anh chị nhá, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì đối với lại phường Trảng Dài này thì là có hai khu dân cư Phú Gia và đây là khu dân cư Phú Gia 1. Còn khu dân cư Phú Gia 2 thì nó cũng cách đây khoảng tầm vài trăm mét thôi anh chị. Ở khu dân cư Phú Gia 1 này có một cái điều đặc biệt là xây dựng tự xây anh chị nhá. Khu này thì đa phần là dân cư tự xây và ở trong đây thì có một cái những cái mẫu nhà toàn là biệt thự rất là nhiều anh chị ha. Anh chị có thể thấy này, những căn biệt thự ha, nhìn cực kỳ là hoành tráng luôn anh chị. Đó, đường xá thì đồng bộ, hạ tầng đẹp như thế này anh chị nhá. Đó, biệt thự rất là nhiều anh chị ha. Và ở trong cái khu này thì công viên, cây xanh này đầy đủ hết anh chị nhá. Đó chính là cái khu công viên anh chị ha. Thì ở đó là có hồ bơi này kia đầy đủ luôn. Đó, cây xanh vỉa hè rất lớn anh chị nhá. Và đây là một trong những cái trục đường chính của khu dân cư Phú Gia này. Đó, anh chị có thể thấy này, dân cư thì rất là văn minh, đồng bộ, đẹp. Và ở đây thì hiện tại là cái bất động sản này trong khu vực này đấy anh chị, thì đang có mức giá cũng khá là tốt, khá là phù hợp anh chị. Đó, thì anh chị có thể nhìn thấy những cái căn biệt thự như thế này ha. Quá hoành tráng luôn anh chị nhá. Khi mà anh chị mình về sống ở cái khu vực này á, thì cái sự đẳng cấp cũng như cái level của anh chị được nâng lên rất là cao anh chị nhá. Đó, đặc biệt là con cái của anh chị sống ở trong cái khu vực, cái môi trường như thế này thì quá là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đó, anh chị có thể nhìn lại toàn cảnh ở cái khu vực này nhá. Và đặc biệt ở đây anh chị mình di chuyển ra khoảng tầm 3 phút thôi, cho 3 phút cho tới 5 phút anh chị, thì anh chị mình có thể kết nối được trường học các cấp này cho tới trường đại học luôn anh chị nhá. Đây này, theo cái hướng Định chỉ tay đây anh chị nhá. Anh chị mình di chuyển ra đây này, ngay bên cạnh của mình nó có trường cấp 1, cấp 2, rồi trường đại học này kia đầy đủ luôn anh chị nhá. Rồi là ủy ban phường này, công an phường này, chợ này kia. Ở của giữa của mình là có tới mấy cái chợ luôn anh chị nhá. Rồi, đó anh chị có thể thấy đây là một cái khu dân cư rất đẹp anh chị nhá. Đó. Rồi hiện tại thì cả cái phường Trảng Dài này luôn là hiện tại đang có hai khu dân cư thôi anh chị, hai khu dân cư quy hoạch chuẩn theo cái quy hoạch của nhà nước luôn anh chị nhá. Đó là quy hoạch 1/500 anh chị ha. Đó là hai khu dân cư Phú Gia này. Đó, thì hôm nay Định sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình một cái căn biệt thự được thiết kế là 1/2 tầng lầu, rất đẹp luôn anh chị. Căn biệt thự này thì hiện tại đang có một cái mức giá rất là tốt, chủ thì đang cần bán nhanh do là công việc cũng như là con cái đi học á, cho nên là để phù hợp cho cái công tác thì chủ đang cần bán nhanh cái bất động sản này, cái căn nhà, cái căn biệt thự của mình anh chị nhá. Và đặc biệt những cái nội thất ở bên trong căn biệt thự của mình rất là cao cấp luôn anh chị ạ. Rất cao cấp, chủ sẽ tặng lại hết cho anh chị luôn nhá. Đây anh chị, đây chính là cái căn biệt thự hôm nay Định quay cho anh chị mình xem ha. Với cái bề ngang là 6m, chiều dài là 20m anh chị ha. Đó, được thiết kế là 1/2 tầng lầu. Đó, rồi bây giờ thì Định sẽ di chuyển cho bên trong để quay cho anh chị mình xem nhá. Đây, đằng trước nhà thì chủ có trồng cái cây lộc vừng ở đây ha. Một cái cây lộc vừng rất là to để tạo cái bóng mát cho cái căn biệt thự của mình. Cũng như là vỉa hè đằng trước là 4m này. Chủ có để cái ghế đá đằng trước đây. Đó. Rồi sân thì mình sẽ đậu xe ô tô ở đây. Anh chị có thể thấy đậu một chiếc Camry ở đây anh chị nhá. Nhưng mà cũng còn rất là rộng này. Đó. Rồi, cái cổng của mình ở đây là cổng bằng nhôm đúc anh chị nhá. Nhôm đúc này, và cổng của mình được điều khiển bằng điện, điều khiển tự động hết anh chị. Đó, anh chị có thể thấy một cái cổng nhôm đúc quá là hoành tráng luôn, đúng không ạ? Mình sẽ có hai cái cổng, một cổng chính ở đây và một cái cổng phụ để di chuyển vô bên trong anh chị nhá. Đó, cổng phụ của mình ở phía bên này thì anh chị mình đi xe máy mình có thể di chuyển vào trong đây, và một cái chuông ở bên ngoài đây. Đó, rồi mặt bên ngoài thì chủ có làm cho anh chị toàn bộ là đá hết mặt, là những cái ốp bên ngoài bằng đá hết anh chị nhá. Đó, bên ngoài sân thì có ốp đá cho anh chị này, rồi những cái bức tranh bên ngoài và bên trên thì không có làm kín do là để cho nó thông thoáng anh chị nhá, có gió vào bên trong nó sẽ được thoáng hơn ha. Đó, rồi camera an ninh thì xung quanh nhà đều có đầy đủ cho anh chị luôn. Một căn nhà phải nói là chủ cực kỳ là tâm huyết luôn anh chị.
Nhưng mà bây giờ thì cũng do cái công việc cũng như là việc học hành của con cái, cho nên là chủ đang cần là di chuyển qua một cái nơi ở mới anh chị nhá. Căn nhà thì cũng mới xây đây thôi. Đó, anh chị có thể thấy toàn bộ cái nội thất trong căn nhà của mình, để xin chia sẻ lại là cực kỳ là cao cấp luôn. Gỗ toàn bộ là gỗ quý hết anh chị nhá. Tất cả những cái thiết bị, những cái nội thất bên trong toàn là gỗ hết ha. Đó, rồi. Hai cái cây cột của mình hai bên này, anh chị có thể thấy là được ốp đá ma bầu hết. Đó, ốp đá ma bầu và những cái bóng đèn là theo cái thiết kế của phong cách là tân cổ điển anh chị nhá. Đó rồi, mình sẽ có ba cái bậc tăng cấp trước khi bước vào nhà ha, và mình sẽ có một cái chiếu nghỉ ngay vị trí này là bằng đá luôn anh chị nhá. Của mình toàn bộ cái nội thất cực kỳ là sang trọng luôn. Rồi bây giờ để sẽ di chuyển vô bên trong để quay cho anh chị mình xem ha. Trước khi anh chị mình bước vào trong thì anh chị mình sẽ thấy những cái lớp cửa này. À, cửa của mình toàn bộ bằng gỗ gõ đảo anh chị nhé, và đặc biệt cái cửa của mình thì chủ làm rất là dày luôn anh chị. Anh chị có thể thấy này, ha, những cái điêu khắc này đó chạm chỗ ha, có thể thấy này cái cửa này, gỗ gõ đảo anh chị nhé, mà làm rất là dày luôn đúng không ạ? Thấy được cái sự chắc chắn trong cái căn nhà của mình, những cái thiết bị nội thất như thế này anh chị nhé. Đó rồi, để sẽ di chuyển vô bên trong ha, thì đứng ở cái góc nhìn này anh chị mình có thể thấy cái căn nhà của mình này vô cùng là hoành tráng và bề thế đúng không ạ? Đó, gỗ, cái bộ bàn ghế của mình là gỗ này, là gỗ hương đá anh chị nhá, gỗ hương đá, và chủ chia sẻ này sẽ tặng hết này cho anh chị luôn, tặng hết cho anh chị nhá. Đó, một cái bộ bàn ghế quá là lớn ở đây anh chị nhá. Đó, anh chị có thể thấy này, quá là hoành tráng luôn anh chị ạ. Chủ sẽ tặng lại hết nội thất cho anh chị. Đó, một cái bức tranh ở trên đây. Rồi. Đứng ở đây thì anh chị mình có thể nhìn toàn cảnh cái khu vực này. Thì trong cái căn nhà của mình thì mình sẽ có hai cái lục bình bằng đá anh chị nhá. Hai cái lục bình bằng đá này thì chủ chia sẻ là trên dưới 100 triệu, và chủ phải vận chuyển từ ngoài Bắc vào anh chị nhá. Hai cái lục bình bằng đá này. Đó, anh chị có thể thấy này, nhìn quá hoành tráng luôn anh chị ạ. Đó. Toàn bộ là gỗ cao cấp hết anh chị ạ. Những cái ốp vách bên tường đây anh chị nhá, cũng là gỗ này. Anh chị có thể thấy thông thường những căn nhà mà review thì những cái này người ta làm bằng cái loại gỗ nó khá là đơn giản, nhưng mà đối với căn nhà này thì rất là cao cấp anh chị ạ. Rồi định sẽ hướng lại một vòng cái khu vực này ra phía ngoài đằng trước cho anh chị mình xem. Đó, căn nhà của mình thì rất là thoáng luôn, sáng sủa ha. Đó, rồi trên trần của mình thì đèn chùm nè, trần giật cấp, đó rất là đẹp luôn anh chị nhá. Rồi tiếp theo thì định sẽ di chuyển xuống không gian bếp cũng như là khu vực bàn ăn, khu vực sinh hoạt ở không gian bên dưới cho anh chị mình xem nhé. Đó, di chuyển xuống dưới đây thì mình sẽ có một cái không gian bếp rất là rộng rãi, chiều dài lên tới 20 m, nhưng mà chủ không thiết kế phòng ngủ bên dưới cho nên là cái không gian ở bên dưới của mình rất là rộng rãi. Đó, rất là rộng rãi và thoáng, cộng thêm một cái chiều dài như vậy rồi là cái bề ngang của mình lên tới 6 m mà anh chị. Đó rồi, tủ bếp trên, tủ bếp dưới toàn bộ bằng gỗ gõ đỏ này, và bên này thì mình sẽ có một cái bàn ăn rất lớn 10 ghế luôn anh chị nhá. Với không gian này thì gia đình của mình là quây quần ở khu vực này quá là đã luôn anh chị nhá. Quạt trần này kia đầy đủ hết. Rồi xuống bên dưới đây thì mình sẽ có một cái tủ rượu này, tủ rượu ở đây anh chị nhá, quá là hoành tráng luôn đúng không ạ? Đó, rất nhiều rượu thuốc. Rồi ở đây anh chị mình có thể thấy là một cái con rồng ha, sâm anh chị nhá. Cái này bằng củ đinh lăng ha, đinh lăng, nhưng mà điêu khắc một cái con rồng ở khu vực này. Và bên dưới đây thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung ở bên dưới đây. Đó, cái nhà vệ sinh của mình ở đây ha, rất là cao ráo và thoáng sạch sẽ, và mình sẽ có một cái đường luộc đằng sau đây. Đó, do là khu dân cư mà anh chị, cho nên là theo quy hoạch tất cả những căn nhà của mình xây dựng là đều phải chừa trước chừa sau như thế này anh chị. Đó, rất là thoáng đúng không ạ? Rồi anh chị mình có thể nhìn là toàn cảnh từ đằng sau ra đằng trước anh chị nhá. Đó, cũng như là khu vực bếp của mình vị trí này này, nó khá là cao ráo và thoáng đúng không ạ? Tất cả mọi thứ là chủ sẽ tặng lại hết cho anh chị. Rồi bên dưới phần cầu thang thì có một cái kho nhỏ nhỏ cho anh chị đây này. Wow, những cái chum rượu này anh chị có thể thấy, một cái tủ rượu bên kia khá là nhiều. Rồi qua đây những cái chum rất lớn như thế này đó. Rồi căn nhà của mình thì có một trệt và hai tầng lầu anh chị nhé. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên tầng 1 để quay cho anh chị mình xem ha. Trụ cầu thang gỗ này, tay vịn gỗ, và mặt cầu thang là đá hoa cương hết 100%. Đây, kể cả những cái lam như thế này cũng bằng gỗ hết anh chị này. Đó,
Căn nhà của mình phải nói là rất là sang trọng luôn anh chị. Đó, anh chị xem video hãy dành tặng cho Định một like, cũng như là nhớ nhấn nút đăng ký kênh để liên tục nhận được những video những mẫu nhà đẹp mà Định sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị trong thời gian sắp tới nha. Và khi mà lên trên này á, thì với một cái không gian rộng như vậy, lớn như vậy mà chủ thiết kế ở trên này là hai phòng ngủ anh chị nhá. Cho nên là hai phòng ngủ ở cái khu vực không gian tầng 1 này đều có nhà vệ sinh sử dụng trong hết, và đặc biệt rất là rộng luôn. Đó, đây chính là cái không gian khu vực ở trên lầu của mình, thì cũng là một cái tủ rượu và những cái chum rượu như thế này. Đó. Rồi, ở trên đây thì hai phòng ngủ nó cũng rộng như nhau, thiết kế như nhau. Rồi Định sẽ quay một cái phòng ngủ bên đây cho anh chị mình xem ha. Đây là một cái phòng ngủ master này, hiện tại là chủ đang sử dụng cái phòng ngủ này ha. Đó, ở đây thì mình sẽ có là hai cái cửa, một cái cửa chính để di chuyển ra cái ban công và một cái cửa sổ ở bên này anh chị nhá. Đó, rất là rộng rãi này. Tủ quần áo ở đây, khu vực này rất lớn anh chị ha. Định sẽ quay cái khu vực này cho anh chị mình xem, tủ quần áo này rất lớn luôn. Đó rồi, nhà vệ sinh của mình ở bên đây. Trong phòng ngủ này có một cái nhà vệ sinh ở đây anh chị này. Đó, anh chị có thể thấy rất là sang trọng đúng không ạ? À, quạt hút này kia đầy đủ và gạch được ốp từ sàn lên tới trần luôn. Đó, rồi phòng ngủ của mình ở đây anh chị nhá. Giường của mình ở đây. Đó, nhìn rất là sang đúng không anh chị? Đó, trong cái phòng ngủ này thì mát rượi luôn anh chị, rộng rãi ha. Rồi, đó. Rồi, ở trên đây thì mình sẽ có là hai phòng ngủ và Định sẽ quay một mẫu một cái phòng này thôi. Và cái phòng bên này cũng sẽ như vậy anh chị nhé, cho nên Định cũng không quay tới. Và bây giờ Định sẽ di chuyển lên khu vực ở trên lầu 2 để quay cho anh chị mình xem nhé. Đó, cũng là khu vực cầu thang của mình. Thiết kế từ bên dưới lên trên là cầu thang của mình toàn bộ là tay vịn gỗ này. Gỗ này là gỗ gõ đỏ anh chị nhé. Cũng như là cái bức vách đây này, để trong quá trình anh chị mình di chuyển á, giống như nhà mình có con nhỏ thì mình sẽ không sợ bị bám bẩn vào tường anh chị nhá. Đó, toàn bộ cái gỗ của mình rất là sang trọng và mặt cầu thang là đá hoa cương luôn ha. Rồi, ngay vị trí cầu thang này thì mình sẽ có một cái không gian giếng trời ở khu vực bên trên này, để ánh sáng cho cả cái căn nhà của mình. Đó, rồi khu vực ở trên lầu thì mình sẽ có là một cái phòng ngủ bên đây nữa, và một cái phòng ngủ bên đây thì phòng ngủ trên này thì không có nhà vệ sinh anh chị nhá. Rồi, ở cái hướng ra bên đây thì mình sẽ có một cái không gian là phòng làm việc ở đây này. Đó, rồi cái không gian phòng làm việc ở đây, và đằng trước của mình á, thì mình sẽ có một cái không gian phòng thờ anh chị nhá. Đây này, những cái gỗ như thế này toàn bộ là gỗ gõ đỏ hết anh chị nhá. Đó, rồi ở đây thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở đây, nhà vệ sinh sử dụng chung ở đây anh chị nhá. Đó, nhà vệ sinh ở trên khu vực tầng 2 này, và đằng trước đây thì mình sẽ có một cái không gian ghế, đây ghế đá anh chị mình có thể là ngồi để uống trà, cũng như là bạn bè gì đó mình tới đây mình ngồi trên này. Phải nói là gió nó thổi vô rất là mát luôn anh chị nhá, tại vì chủ không xây kín mà sẽ chừa những cái khu vực thông thoáng như thế này. Đó, nó gió nó sẽ thổi vào ngay vị trí cái bàn của mình anh chị nhá, cho nên rất là mát mẻ luôn. Và bên này thì mình sẽ có một cái phòng thờ, phòng thờ của mình ở đây anh chị. Đó, phòng thờ cũng là cái nơi tôn nghiêm cho nên là Định không di chuyển vào ha, và Định sẽ quay từ bên hướng ngoài cửa sổ cho anh chị mình xem cái phòng thờ ở đây. Wow, một cái bộ bàn ghế này, anh chị có thể nói này. Đó, và mình sẽ có một cái cửa trước để di chuyển từ cái hướng ban công vào khu vực phòng thờ của mình. Và phòng thờ là cái nơi tôn nghiêm cho nên Định chỉ quay sơ cho anh chị mình xem như vậy thôi nhá. Đó, rồi từ cái ban công trước của mình á, thì anh chị có thể thấy này, những cái thiết kế này rất là đẹp luôn anh chị. Đó, hình bán nguyệt và cũng bằng nhôm đúc anh chị nhá, nhôm đúc hết cho anh chị nè. Và đứng ở đây thì anh chị có thể thấy này, xung quanh của mình toàn là biệt thự không anh chị ạ. Phải nói là một cái khu dân cư rất là đáng sống anh chị nhá. Những cái tòa như thế này gọi là tòa lâu đài rồi chứ không phải biệt thự nữa anh chị, quá là đã luôn anh chị nhá. Đó, và ngay cái vườn cây dầu đó anh chị nhá, đó là cái công viên cũng như là hồ bơi này kia đầy đủ hết. Đó, rất là đã luôn anh chị nhá. Rồi Định sẽ di chuyển tiếp ra cái không gian này ở đằng sau để quay cho anh chị mình xem tiếp nhá. Ở đằng sau của mình á thì mình sẽ có ở khu vực này một cái phòng ngủ nè, và đặc biệt là căn nhà của mình là tất cả những cái từng tầng một là sẽ có CB điện riêng anh chị nhé. Đó, rồi đằng sau đây mình sẽ có không gian sân phơi đằng sau này. Đó, một cái ban công này sau nhỏ nhỏ mình làm cái sân phơi ha. Rồi chủ có làm những cái khung bảo vệ như vậy cho anh chị hết này.
Đó. Và đứng đây thì anh chị mình sẽ thấy được cái tuyến đường Nguyễn Khuyến đằng trước đó anh chị nhá, đằng trước mặt anh chị đó, từ đây này đó sẽ thấy một cái con đường chạy thẳng ra là con đường Nguyễn Khuyến đó. Theo con đường Nguyễn Khuyến đó anh chị mình rẽ bên tay phải á, khoảng tầm 400 m anh chị mình sẽ tới được cái ngã tư Nguyễn Khuyến, còn anh chị mình chạy ngược lại về bên hướng tay trái á, là sẽ kết nối với này Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài anh chị nhá. Đó, những cái căn nhà cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đằng sau của mình là đang còn một cái lô đất trống này, cho nên là căn nhà của mình sẽ rất là thoáng luôn anh chị nhá. Đó. Rồi, nãy giờ thì quý cô chú anh chị cũng đã cùng định đi xem và khám phá tổng thể về cái căn biệt thự này của mình rồi. Thì bây giờ đến xin nhắc lại một số cái thông tin chi tiết để quý cô chú anh chị mình có thể hiểu rõ hơn nhé. Căn biệt thự của mình tọa lạc tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Rồi, với cái bề ngang của mình á, là 6 m, dài 20 m, sổ hồng riêng, thổ cư anh chị nhá. Đó, thì hiện tại là cái căn này á được thiết kế là một trệt và hai tầng lầu. Bên trên mái của mình là mái mái đổ và lợp ngói trên cho anh chị luôn ha, cho nên vô bên trong căn nhà của mình rất là mát. Và đặc biệt đây là cái khu dân cư đồng bộ chuẩn chỉnh 1/500, toàn bộ biệt thự rất là nhiều, cộng đồng dân cư văn minh, môi trường sống đẳng cấp như vậy thì anh chị có thể thấy rất là đáng sống đúng không ạ? Tiện ích của mình thì trong vòng bán kính từ 3 đến 5 phút di chuyển anh chị có thể là kết nối được tất cả mọi thứ rồi anh chị nhé. Đó, thì hiện tại chủ đang có công việc và cũng như là di chuyển qua một cái nơi ở mới, cho nên là muốn bán nhanh với một cái mức giá là rất tốt anh chị, chỉ có 7 tỷ 8 anh chị có thể sở hữu được cái căn nhà đẹp và hoành tráng như thế này rồi anh chị ha. Đó, thì anh chị cảm thấy cái căn nhà, cái căn biệt thự của mình như thế nào thì hãy bày tỏ quan điểm của mình bên dưới phần bình luận để định có được cơ hội giao lưu cũng như là học hỏi cùng quý cô chú anh chị nhé. Định có nhận review hỗ trợ mua bán cái gửi nhà đất, quý cô chú anh chị hãy liên hệ nhau với định để được hỗ trợ ha. Số điện thoại của định có ở trên màn hình anh chị nhé. Rồi, quý cô chú anh chị xem video hãy dành tặng cho định một like cũng như là nhớ nhấn nút đăng ký ha. Định xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sắp tới của định nha.